Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 17 tháng Giêng năm 2024 âm lịch. Nó sẽ rơi vào ngày Canh Thân. Đây là những con giáp có số hưởng ngồi mát ăn bát vàng, vận đỏ như son trong ngày 17 tháng Giêng âm lịch năm 2024. Vốn dĩ các bạn là những người hiền lành, chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Hơn thế nữa, lại có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ những người khác. Vì vậy, bước sang ngày 17 tháng Giêng âm lịch, các bạn sẽ được hưởng những cái kết quả xứng đáng từ chính cái sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Công danh sự nghiệp thì sáng chói, người đi làm hưởng lương sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, sáng tạo, tạo nên những cái thành tựu đột phá, lớn lao, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp quý mến. Người làm ăn kinh doanh thì có thể chọn ngày hôm nay để mở rộng cái quy mô làm ăn, phát triển cái công việc. Trong tương lai, các bạn sẽ thu về được một cái khoản lợi nhuận cực lớn. Bên cạnh đó, hôm nay cũng là một ngày mà các bạn vượng vận đào hoa, dễ chiếm được tình cảm của những người khác giới. Vì vậy mà quý vị hãy gì ăn mặc thật chỉn chu, xịt thêm một chút nước hoa ra đường để thêm phần tự tin, tăng cường cái may mắn và cái tài lộc đến với mình. Đó. Như quý vị đã biết, cái ngày 17 tháng Giêng nó là ngày Canh Thân ấy. Vậy nên chúng ta cùng diện đầu tiên là tị thân nhị hợp. Vì thế, những người tuổi tị sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 17 tháng Giêng, ngày Canh Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này, những người tuổi tị nói chung là được tận hưởng một cái ngày với nhiều cái niềm vui và những cái điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi tốt đẹp với mọi người mà các bạn làm gì cũng được hanh thông thuận lợi, được giúp đỡ. Bên cạnh đó thì sẽ giúp các bạn nhanh chóng chạm tới cái thành công. Trên phương diện sự nghiệp thì do được cục diện quý nhân lục hợp nó tương trợ giúp đỡ mà quý vị sẽ gặp gỡ được quý nhân, được giới thiệu cho những cái cơ hội hiếm có. Nếu mà nhanh chóng nắm bắt thì có thể đạt được những cái bước tiến trong công việc, thậm chí là được cất nhắc thăng chức tăng lương. Những người trẻ tuổi cũng dần dần tìm được cái định hướng chính xác của mình. Các bạn dám thử sức thì sẽ gặt hái được những cái thành công ngoài mong đợi. Trong lĩnh vực về tiền bạc thì con giáp này cũng được làm quen với những cái đối tác, những khách hàng đầy triển vọng. Đôi bên hợp tác thì ăn ý, ít khi xảy ra những cái mâu thuẫn về quan điểm, lợi ích, nên là công việc lúc nào nó cũng gì tiến hành được trôi chảy. Thậm chí một vài người tuổi tị nhờ có sự đồng tâm hiệp lực mà đôi bên còn có thể thu về những khoản lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng hơn dự kiến. Trên phương diện tình cảm thì những người tuổi tị nói chung là cũng được đào hoa tinh nó chiếu mệnh, do rất nhiều cái cát tinh nó chủ về đào hoa nó chiếu mệnh. Đấy. Vậy nên là trong thời gian này thì xung quanh bạn cũng không thiếu những người mà săn đón. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi tị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tị, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Những gia chủ tuổi Tý được cục diện là Thân, Tý, Thìn nó tam hợp, nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên con đường tình cảm của những người tuổi Tý sẽ được tam hợp nó chiếu mệnh, nên là các mối quan hệ xã giao thì nó hài hòa, may mắn. Những người tuổi Tý tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng mà sống thật sự là thật thà, thật tâm, không lươn lẹo, không xảo quyệt, nên càng về sau thì càng được người khác tín nhiệm và quý mến. Ai cũng phải nể nang về cách sống của các bạn. Nói chung, con đường tài lộc trong thời gian này cũng được cục diện là kim thủy tương sinh, thân kim sinh cái tí thủy, lại được cục diện tam hợp, thân tí thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là con đường tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Những người có ý định mở hàng, khai trương, làm thêm bên ngoài ấy, thì cũng nên tận dụng cái cơ hội này để tiến hành. Đặc biệt là những người tuổi Giáp Tý lại cực kỳ may mắn. Các mối quan hệ xã giao trong thời gian này thì nói chung ấy cũng rất là hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm nhiều bằng hữu mới, mở rộng cái mạng lưới bạn bè, tăng cường thêm cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đi đến đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không phải lo đơn thương độc mã như thời gian trước đây nữa. Nhưng cái đợt này thì bản mệnh cũng nên là gì tận dụng cái sức mạnh của tập thể để gặt hái được những cái nhiều cái thành công lớn lao hơn nữa. Thêm nữa, cái vận đào hoa của những người tuổi Tý trong thời gian này nói chung là cũng dần dần được thịnh vượng lên. Nên là gì? Quý vị nên chủ động trong các mối quan hệ xã giao để tăng thêm cái cơ hội tìm được cái người phù hợp. Nếu mà các bạn vừa kết thúc một cái mối tình ấy, thì các bạn cũng đừng vội vàng đưa ra những quyết định cho cái mối quan hệ mới. Nhất là nữ mệnh ấy, khởi đầu quá nhanh cũng có thể dẫn đến những cái kết thúc chóng vánh.
Quý vị hãy để thời gian giúp các bạn chữa lành vết thương. Khi ấy mở lòng đón nhận tình cảm mới vẫn cũng sẽ chưa muộn. Vì thế để gia tăng thêm cái vận trình nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân để tăng cường cái vận may trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 17 tháng 1 ngày Canh Thân ấy, thì đó chính là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn cũng được cục diện tam hợp là thân Tý Thìn nó trợ mệnh, nó giúp đỡ. Thêm nữa, trong cái ngày 17 tháng 1 ngày Canh Thân ấy, những người tuổi Thìn lại được thiên ấn nó trợ vận, nó nâng đỡ. Nên là công việc của những người tuổi Thìn được cải thiện hơn so với thời gian trước đó. Đặc biệt là những người đang thi cử, đang làm quan chức, đang làm quản lý ấy, thì mọi chuyện sẽ diễn ra được thuận lợi như ý. Tuy nhiên, quý vị đừng thấy may mắn mà tỏ ra kiêu ngạo, kẻo lại vướng vào cái họa tiểu nhân. Cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng được cục diện tam hợp nó chiếu cố, nó giúp đỡ. Nên là cái vận trình nhân duyên cũng cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ cũng không thể làm khó được các bạn. Các bạn cứ sống ngay thẳng thật thà thì ắt hẳn sẽ được mọi người quý mến. Còn kẻ giả tạo độc ác thì sớm muộn cũng bị vạch trần, đúng không ạ? Những người tuổi Thìn kiếm tiền thì không mấy khó khăn, nhờ được cục diện là gì, thổ kim tương sinh. Dù sẽ khá tốn nhiều thời gian làm thêm ngoài giờ hay là đi lại nhiều ấy, nhưng mà đó cũng là vì xứng đáng với cái đồng tiền, với cái sự hỗ trợ để các bạn đạt được cái mục tiêu trong một thời gian ngắn. Chuyện tình cảm thì có nhiều cái tiến triển. Những người độc thân trong thời gian này thì cũng tìm thấy những cái đối tượng phù hợp. Nhân duyên khác giới thì cực vượng, đôi lứa thì xứng đôi vừa lứa, tính cái chuyện hôn nhân đại sự. Một vài cái mâu thuẫn, một vài cái xung đột hay là những cái hiểu lầm của các thành viên trong gia đình cũng được giải quyết một cách ổn thỏa. Có điều là các cặp vợ chồng thì kết hôn lâu ấy thì cần phải gì, dành nhiều thời gian để hâm nóng cái mối quan hệ tình cảm của mình. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may về tình cảm cũng như là tiền bạc thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Mọi khó khăn, mọi khúc mắc trong công việc thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp các bạn hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ, đúng thời hạn, mang lại cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày Canh Thân ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân này ấy, thì những người tuổi Sửu có chính ấn nó trợ vận, nó giúp đỡ, nên là có lợi cho những người làm quan hoặc là gì, những người mà có chí tiến thủ ấy. Những người chỉ biết ăn vận thủ thường thì hoặc là làm công ăn lương ấy, thì rất khó có thể phát triển được trong cái ngày này. Nếu mà các bạn chịu đặt mục tiêu cao hơn thì có lẽ là gì, cái sự nghiệp công việc của các bạn cũng sẽ khác rất nhiều. Bên cạnh đó, trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu ấy được cục diện là gì, thổ kim tương sinh mà trở nên hài hòa hơn, thuận lợi hơn. Nói chung con giáp này sẽ tìm được những người mà nói chuyện hợp ý với mình. Người có gia đình thì gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi thì đều được bình an đấy và tránh được những cái tai họa lớn. Bên cạnh đó, cái vận trình về tài lộc tiền bạc của những người tuổi Sửu cũng được khởi sắc, có dấu hiệu may mắn, thu nhập trong cái thời gian này của bản mệnh thì được tăng lên một cách rõ rệt. Cái nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà các bạn đang làm. Vậy nên là quý vị đừng có lơ là nhé, hãy tập trung vào công việc để có được cái may mắn nhiều hơn. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân ấy thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Quý vị thân mến, nói chung là vận trình công việc sự nghiệp của những người tuổi Mão trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân này là được chính tài nó tương trợ, nó hỗ trợ, nó giúp đỡ. Nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến cái việc lương thưởng đó. Hoặc là gì, liên quan đến công việc là thăng chức tăng lương. Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cái công việc chính của mình thì
mọi việc nó sẽ gì được thuận lợi hanh thông và sẽ không phụ lòng các bạn. Những người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ để cho các bạn bị chịu thiệt. Tuy nhiên ngược lại thì cái đường tình cảm thì cũng không được như ý, vì gặp cục diện là gì, ngũ hành nó xung khắc. Các bạn sẽ phải gánh chịu nhiều cái áp lực vô hình trên vai. Nếu không cải thiện cái tính cực đoan ấy thì có thể sẽ khiến cho những người bên cạnh đều phải cảm thấy là buồn phiền. Bản thân thì cũng không có gì là vui vẻ cả. Bên cạnh đó thì cũng cảnh báo tuổi Mão cũng cần phải đề phòng cái họa mất tiền trong cái ngày hôm nay. Đến mức là không còn một xu dính túi. Có thể vì các bạn cả tin nghe theo những lời dụ dỗ đường mật của những người thân, của những người khác. Nên là gì, quý vị hãy giữ cho tâm trí của mình thật tỉnh táo để không mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Vì thế để bảo vệ tiền bạc cũng như là để gia tăng thêm cái vận may về tình cảm thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 17 tháng Giêng ấy thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Mùi có chính ấn trợ lực nên là con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Mùi ấy sẽ trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Đó. Nói chung ấy, nó cũng có lợi cho những người mà làm quan chức, là những người mà có trọng trách cao ấy, những người làm quản lý ấy, những người làm cấp trên ấy, hoặc những người làm giám đốc vân vân. Nói chung là cũng được lợi. Còn ai mà không có tinh thần cầu tiến ấy, hay là an phận thủ thường ấy, thì rất dễ bị thua thiệt so với đồng nghiệp. Nói chung ấy, trong cái ngày 17 tháng Giêng này thì những người tuổi Mùi có cảm giác hôm nay là một ngày làm gì cũng được thoải mái, dễ chịu. Các mối quan hệ xung quanh thì hài hòa do cục diện thổ kim tương sinh. Đi đến đâu thì có sự trợ giúp của mọi người nên là cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Khi mà kết thúc công việc ấy, về với gia đình thì quý vị hãy nói lời cảm ơn đến những người hỗ trợ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thêm nữa, con đường tiền bạc của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng được khởi sắc hơn mọi ngày. Các bạn gì biết tiêu tiền đúng lúc đúng chỗ, không ném tiền cho những cái việc vô bổ. Đôi khi các bạn cũng sẽ hối hận vì trong một phút giây bốc đồng mà cho người khác vay tiền. Nhưng mà quý vị đừng lo, cái khoản tiền đó cũng sẽ sớm quay lại với các bạn mà thôi. Vì thế để bảo vệ tiền bạc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân. Đó. Trong ngày 17 tháng Giêng ngày Canh Thân chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 là tuổi Tý, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Mùi. Đó là những con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 17 tháng Giêng năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.